Incoming smoke. Rồi, đây là quả smoke connect từ T-Base ha. Mục tiêu của quả này là để cô lập thằng nào là đang ở connect để nó khỏi trồi lên toilet nó bắn đồng đội mình. Mình đi vào cái vị trí những cái ghế này ha. Rồi cái đó là mình am vào phía bên trái của cái cây này, bên trái chút xíu cây này giống lên ha. Để có cái dây điện để quả khói ra.